Có phải lối chơi kiểm soát phát triển bóng từ dưới lên mà ông Chusier lựa chọn là sự gò ép khiên cưỡng? Đúng là phần lớn câu lạc bộ V-League đã quá quen với lối đá phòng ngự phản công và giao phó việc ghi bàn cho các ngoại binh. Ở các đội tuyển trước đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn thiện lối chơi này với hàng công là những tuyển thủ giỏi và phù hợp trong chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội. Cải thiện một bước, huấn luyện viên Gong Okia đã nâng khả năng kiểm soát và tấn công cho U23 tại giải U23 châu Á năm 2022. Vậy thì đường hướng làm mới lối chơi của ông Chusier là có cơ sở. Về lý thuyết, tăng khả năng kiểm soát bóng là lối chơi hiện đại, nâng tính chủ động. Ở trình độ nào thì có thêm cách chơi cũng là thêm bài miếng. Không thể hoàn hảo thập bát ban võ nghệ thì thêm được vài ban, dù là sở đoàn cũng rất quý, để linh hoạt ứng phó với từng đối thủ hay tình thế trận đấu. Thực tế, khi thể hình, thể lực thua thiệt trong tranh chấp, ngăn cản, thoát pressing thì lối chơi đan truyền, kiểm soát sẽ là lời giải khả dĩ. Người Nhật Bản đã thành công trong lối chơi này. Ở Đông Nam Á, người Thái Lan cũng đã lựa chọn và cho thấy sự phù hợp cùng những gặt hái rõ ràng không chỉ trong sân đấu khu vực. Thực tế, với bóng đá Việt Nam, một thời, đá nhỏ đã được xem như lối đá Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ khi xây dựng được hệ thống phòng ngự, đá chắc kết hợp pressing từng thời điểm và chuyển trạng thái khả năng ban bật đá nhỏ, huấn luyện viên Park Hang-seo mới góp thành sự lợi hại. Chủ đích làm mới bằng tăng cường khả năng phối hợp kiểm soát bóng được huấn luyện viên Chusier thử nghiệm tại Qatar mới đây chưa thấy ngay thành công như ý có nhiều lý do. Đó là điểm rơi phong độ và thể lực của lứa cầu thủ rất ít được đá V-League hoặc hạng nhất trong cả khoảng thời gian gần một năm qua. Hàng công là nhóm dự U20 châu Á chỉ vừa trở về và lắp ghép cùng đội khoảng một tuần. Dễ thấy U23 Việt Nam tại giải này chưa thành một đội do khả năng gắn kết chưa nhuần nhuyễn, chưa thể sớm làm quen vào nhịp với lối chơi mới. Đã vậy, hàng thủ của U23 năm ngoái nay lại không thể có các trung vệ khá dày dạn và có chiều cao tốt kiểu như mẫu cầu thủ Việt Anh hay Thanh Bình. Kể ra để hiểu thêm về sự lúng túng, trơ trọc của đội bóng mới tập hợp. Nhưng cũng phải thấy yêu cầu từ đá được một hiệp rồi nâng lên đến 60-70 phút trước các đối thủ mạnh ngoài khu vực của huấn luyện viên Chusier đã được các cầu thủ thực hiện với hiệu quả nhất định. Dù gì thì trình độ của các cầu thủ được lựa chọn từ U23 và U20 vẫn còn đấy và họ đang trên chặng hồi sức lấy lại phong độ và tự làm mới mình.